Ôi cô, xin chào các bạn. Tôi tên là Hiểu Minh, tôi học trường Tây Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ thuyết trình về sản phẩm tổng hợp thứ. Chị, đồng hồ của tớ được làm từ hai hình vuông và hình tròn. Trên mặt đồng hồ thì có ba cái kim, lần lượt là kim giây, kim phút, kim giờ gồm và kèm theo 12 số tự từ 1 đến 12. Bên dưới đồng hồ là ngày tháng năm hiện đại. Ngoài ra bên trái đồng hồ có nút đặt giờ báo thức. Bên dưới đồng hồ có một người bạn bê nút đặt giờ báo thức để biểu hiện cho sự khỏe mạnh. Khi tớ ấn vào nút đặt giờ báo thức, nó sẽ hỏi mời bạn nhập giờ báo thức 15 nha. Và khi đến đúng giờ báo thức, nó sẽ kêu chuông báo thức. Rồi, cô vẫn chưa nghe thấy âm thanh báo thức của con. Con đặt giờ lại nào. Con phóng to sân khấu lên. Con lấy ý tưởng các cái kim này từ đâu? Khi con vẽ các cái kim này này. Gì ạ? Khi con vẽ các kim đồng hồ ấy, thì nó có mấy cái hình dạng đó và con lấy ý tưởng từ đâu hay con tự Tự nghĩ vẽ ra? À. Ồ, cô vẫn chưa nghe thấy âm thanh của con nhỉ? Con đã chia sẻ âm thanh chưa? Vậy con chia sẻ lại đi nào. chia sẻ À, bây giờ con vào cái chỗ nút ba chấm ở chỗ thanh điều khiển ấy, hay là có cái chữ mo ấy, sau đó con bấm vào xe sao xem có xe sao không. Nếu không có thì con tắt xe đi, con sẽ xe lại. Xe lại và ở góc dưới bên trái khi cái bảng xe hiện lên ấy. À, có rồi. Rồi con đặt giờ lại nào. Bắt đầu là Rồi. Vậy là phần thuyết trình của Hiểu Minh đã kết thúc. Bây giờ cô mời các bạn trong lớp mình có góp ý hay nhận xét gì về phần thuyết trình cũng như là về phần dự án của bạn Hiểu Minh nào. Các bạn có góp ý gì cho bài của bạn không? Cô mời Khánh Vy. bạn mấy cái dậy đi ăn sáng rồi này cái trên đấy thử ở đâu ạ? À, Khánh Vy có hỏi Hiểu Minh đấy. Hiểu Minh trả lời câu hỏi của Khánh Vy nào. Bạn nói gì ạ? Vy hỏi lại đi con. Đoạn chỗ mà dậy đi ăn sáng rồi là lấy thử ở Hình như ý âm giọng là... nói cơ ý âm giọng nói À, sao giọng nói con chỉnh hay vậy? có cái hiệu ứng giọng nói con đổi. À, có hiệu ứng giọng nói con đổi à? Con có thể chia sẻ với cô và các bạn cái phần con đổi cái hiệu ứng đó không? Không biết ạ, mẹ con chị. À, mẹ con chỉ à. Rồi,
khi bạn đổi cái hiệu ứng đó thành cái âm thanh rất là dễ thương. Và cái câu đó là dậy đi cái gì cô không nghe rõ nhỉ? Dậy đi ông cháu ơi à? Hiểu Minh nói lại cho cô nghe nào. Vâng ạ. Tại sao lại là ông cháu? Con cứ để mic đó này, con trả lời, con không cần tắt Con mic không biết. đâu. Rồi cái thứ nhất là cô thấy là cái giọng nói đấy, con đã biết cách chuyển âm thanh rất là hay, chuyển giọng hay. Rồi các bạn còn thấy điều gì hay trong dự án của bạn không, hay là có cần cải thiện điều gì không? Rồi không có nữa thì cô sẽ nhận xét. Thứ nhất là về phần dự án của bạn Hiểu Minh thì dự án của Hiểu Minh đã chạy rất là tốt. Và cái phông nền ở đây rất là trang nhã, có màu xanh, toàn những cái màu sáng thôi. Và phần các cái kim của bạn Hiểu Minh thì cô thấy là các cái kim này thì cũng đã phân biệt được là kim giờ, kim phút, kim giây, có kim ngắn, kim dài và kim dài hơn một xíu. Tuy nhiên cái kim giây của con hình như nó hơi to quá, quay đến số nào là nó che luôn cái số đó nhỉ. Ở cái đầu ấy cô thấy nó hơi to, to để nhìn cho rõ hả con? Vâng. Ừ, cô thấy như thế cũng đẹp, cũng khá là lạ đấy. Rồi đấy là về phần lập trình thì con đã lập trình tốt cho dự án đồng hồ của mình. Thứ hai nữa là về phần thuyết trình của con thì con cũng đã nói được các nhân vật trong dự án của mình chạy như thế nào. Và ở đây con có thêm một cái điểm nhấn trong dự án của mình, đó là có hình ảnh một con người đang rất là khỏe mạnh, giơ lên cái tấm bảng đặt giờ báo thức. Nhưng mà người ta giơ hoài như vậy con có thấy mệt không? Đã. Khi mà người ta giơ hoài như vậy con có thấy mệt không? Không được biết. Theo cô thì cô có cái ý kiến như thế này này, khi mà chúng ta chưa đặt giờ báo thức ấy, tức là khi chúng ta chưa nhấn vào cái nhân vật đặt giờ báo thức thì tay của cái bạn đó sẽ bê cái đặt giờ báo thức để đằng trước ngực thôi chứ không có giơ lên. Còn khi nào mà chúng ta nhấn đặt giờ báo thức thì mới giơ cái bảng đó lên và hiển thị hai cái giờ và phút báo thức lên trên đó, thì cô nghĩ nó sẽ hay hơn một chút xíu đấy. Đấy là cái phần góp ý của cô cho dự án của con. Vậy thì con cũng có thể, nếu mà thấy con thấy theo cái ý kiến của cô mà con thấy hay, con thấy thích thì con có thể làm theo nhé. Ừ. Phần thuyết trình của con thì cũng khá là đầy đủ rồi, tuy nhiên là con nói cũng hơi ngắn một xíu. Lần sau thì con sẽ mô tả kỹ càng hơn nhé. Ví dụ ô thứ ngày tháng năm này, con lấy các cái thứ 1, 12, 11 và 23. Những cái số này ở đâu hay là con đặt như thế nào để nó ra được những cái số như vậy? Con đặt biến đúng không? Con có thể cho cô xem cái biến số khi con đặt thứ ngày tháng năm không? Là xong rồi sao? Rồi con thu nhỏ sân khấu lại. Hình như con đặt ở bên phông nền phải không? Con vào bên phông nền cô xem nào. Đấy, đúng rồi. Đấy, chúng ta cũng chỉ cần đơn giản như vậy thôi, thì các ô thứ ngày tháng năm nó sẽ hiển thị là thứ ngày tháng năm hiện tại. Hôm nay là thứ 1, tức là chủ nhật đấy, ngày 12 tháng 11 năm 2023. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Hiểu Minh, và cô đánh giá phần thuyết trình của Hiểu Minh là khá tốt nhé. Rồi, cô cảm ơn Hiểu Minh. Hiểu Minh dừng chia sẻ cho cô nào.